Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Số doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Hưng Yên qua gần 11 tháng đầu năm tăng khá, đạt trên 1.430 doanh nghiệp. Công ty cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng xây dựng dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ với mức vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp thích ứng với những điều kiện, yêu cầu mới của đối tác nhập khẩu để ổn định sản xuất. Hòa Phát năm thứ hai liên tiếp được xếp hạng là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đẩy nhanh tốc độ thi công hạ tầng các khu công nghiệp để đón doanh nghiệp vào đầu tư. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Tính đến giữa tháng 11 năm 2023, tỉnh Hưng Yên có trên 1.430 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 200 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Ngoài số doanh nghiệp thành lập mới, có thêm trên 600 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đăng ký hoạt động vào địa bàn dưới các hình thức như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Cùng với đó, thu hút dự án đầu tư tiếp tục tăng khá. Các khu cụm công nghiệp trong tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thêm gần 80 dự án vào đầu tư mới. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên có gần 2.200 dự án của các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký gần 324.000 tỷ đồng và hơn 6,7 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục, chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Dự án có quy mô diện tích 7,1 ha, hai mặt tiếp giáp với đường tỉnh 382 và 379, một mặt giáp sông Đồng Quê. Tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, trong đó khu chợ có diện tích 2 ha, bao gồm khu chợ ngoài trời với 240 gian hàng và 150 kiosk 2 tầng. Khu nhà ở rộng 2,8 ha với điểm nhấn là tòa chung cư thương mại để ở cao 21 tầng, diện tích còn lại là hạ tầng giao thông cây xanh. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Nằm trong khó khăn chung của ngành dệt may, các doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm may như giặt là đang ngày càng phải đáp ứng nhiều điều kiện, yêu cầu từ phía đối tác, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển đổi, thích nghi để ổn định sản xuất. Doanh thu 11 tháng đầu năm của công ty hoàn thiện sản phẩm may Minh Anh quốc tế đạt 50 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao động giảm 1/4 so với năm trước, còn 150 công nhân. Trước khó khăn là vậy, các thị trường xuất khẩu là châu Âu và Mỹ lại tiếp tục đưa ra nhiều điều kiện yêu cầu về công nghệ sản xuất như là một điều kiện bắt buộc để duy trì hợp tác như sản phẩm phải giặt bằng công nghệ khô, không dùng hóa chất. Định hướng của công ty là sang năm sẽ dịch chuyển sang làm những cái nâng cao những cái về máy móc cho đến về hóa chất rồi về cơ cấu lại bộ máy để nâng cao trong sang năm tới để đáp ứng kịp của cả thị trường cũng như thế giới. Thời gian qua, kinh tế nhiều nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam suy thoái, đồng nghĩa với việc nhiều điều kiện yêu cầu mới được các nước đưa ra nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước, nhưng lại gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Việt. Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023 được công bố vào giữa tháng 11 vừa qua. Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giữ vị trí số 1 trong top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và xếp thứ 8 trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 17, bảng xếp hạng này được công bố nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích của các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định. Và là năm thứ 2 liên tiếp, Hòa Phát dẫn đầu top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tiêu chí để xếp loại doanh nghiệp bao gồm doanh thu, tổng tài sản, số lao động, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận. Năm 2022, doanh thu của tập đoàn Hòa Phát đạt gần 143.000 tỷ đồng. 9 tháng năm 2023, doanh thu đạt gần 86.000 tỷ đồng. Hoạt động ở 5 lĩnh vực gồm gang thép và sản phẩm thép, nông nghiệp, bất động sản, điện máy gia dụng tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa bàn hoạt động chủ lực của tập đoàn với nhiều nhà máy, dự án đầu tư. 9 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 6.300 tỷ đồng. Trong mục hỏi đáp doanh nghiệp tuần này, chương trình xin trả lời giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp gửi về có nội dung như sau. Đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng làm những việc gì? Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, gọi là chủ hàng,
thì thay mặt cái chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan. Cụ thể, đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt cho chủ hàng thực hiện việc khai hải quan, nộp xuất trình hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu nhập khẩu theo quy định và thực hiện toàn bộ một phần hoặc các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với chủ hàng, bao gồm là xuất trình hàng hóa để cơ quan kiểm tra theo quy định, vận chuyển làm thủ tục hải quan đưa vào đưa ra khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan và quản lý thuế cho chủ hàng, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác theo quy định, thực hiện thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, xét hoàn thuế, xét giảm thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan, thực hiện các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan. Quý doanh nghiệp cá nhân có những câu hỏi cần các cơ quan chức năng liên quan trả lời hay những thông tin cần quảng bá, chia sẻ trên các chương trình phát thanh, truyền hình và nền tảng số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Qua 10 tháng của năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam gần 26 tỷ đô la Mỹ. Dự báo làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam sẽ còn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới. Tỉnh Hưng Yên có nhiều khu công nghiệp mới đang được đầu tư hạ tầng với diện tích đất sạch đã giải phóng mặt bằng lớn sẽ là một lợi thế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Từ nhiều tháng nay, khu công nghiệp sạch VTK do doanh nghiệp Hàn Quốc làm chủ đầu tư tại tỉnh Hưng Yên vẫn luôn duy trì làm ca cả ngày lẫn đêm. Kết quả thi công được chủ đầu tư cập nhật hàng ngày, hàng tuần tới các doanh nghiệp thứ cấp đã đăng ký và đầu tư. Được khởi công từ cuối năm 2022, có quy mô trên 140 ha. Đến nay, chủ đầu tư đã đạt hơn 64% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, vượt tiến độ đề ra. Dù còn 7 tháng nữa mới đến mốc thời gian hoàn thành, nhưng 30% diện tích của khu đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký thuê đất đầu tư. 한국에서는 khu công nghiệp sạch VTK của chúng tôi được Tập đoàn Công nghệ về Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc là công ty mẹ hỗ trợ công tác marketing, quảng bá từ các nhà đầu tư tại Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở đó, tháng 10 vừa qua, công ty chúng tôi có những buổi xúc tiến đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thời gian gần đây, được sự hỗ trợ của Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc, chúng tôi cũng đã có buổi tiếp đón đoàn các doanh nghiệp tới thăm tại dự án khu công nghiệp, công tác thu hút dự án đầu tư rất tốt. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.500 ha. Định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.500 ha. Điểm cộng từ các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên đa số đều là các khu mới đang được đầu tư xây dựng hạ tầng, có nhiều quỹ đất sạch đã hoàn thiện hạ tầng để doanh nghiệp sẵn sàng vào đầu tư. Mặt khác, do được quy hoạch phát triển sau nên các khu công nghiệp này đều tận dụng được nhiều ưu thế về hạ tầng giao thông vô cùng tiện lợi, bám dọc theo các trục giao thông lớn của tỉnh Hưng Yên, thuận lợi vận chuyển hàng hóa đi liên vùng và ra các cảng biển nước sâu, ra sân bay. Lợi thế của các khu công nghiệp của tỉnh Yên thì thứ nhất là phải xác định là cái vị trí địa lý. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là vị trí địa lý của các khu công nghiệp tỉnh Yên so với các khu rất giáp thủ đô Hà Nội và có giáp các cái trục đường vành đai, và so với các tỉnh lân cận thì nhất là về vị trí địa lý là về cái hệ thống giao thông hướng ngoại, giao thông của các khu nghiệp của tỉnh Yên là rất thuận lợi để cho các nhà đầu tư. Ngay kể cả cái việc mà sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài khi vào đầu tư vào khu nghiệp thì quan tâm đến cái nhà ở và cái nhà ở chuyên gia, thì Hưng Yên thì có một số những cái khu đô thị, ví dụ như là khu Eco Park hoặc là khu Ocean Park 2, thì những cái khu đấy thì với cái diện tích rất là lớn, khoảng trên 1.000 hecta thì có thể đáp ứng đảm bảo với cái điều kiện ăn ở sinh hoạt cho các chuyên gia, người lao động. Cùng với những lợi thế ở trên, theo nhiều doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chú trọng đào tạo nguồn lao động tay nghề cao phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, giải quyết tốt hơn nữa hai vấn đề trên, chắc chắn thu hút vốn đầu tư vào tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc mạnh mẽ.
Thời lượng của chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những thông tin cần quảng bá trong chương trình, vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0363 089 089, email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Phòng phát thanh, Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.